Thưa quý vị, trước làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang nghiên cứu nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp Nhật để có định hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu này. Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu nhân lực của các công ty Nhật đầu tư vào thành phố ngày càng lớn. Thời gian qua, một số trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn thành phố cũng đã liên kết với một số tập đoàn tại Nhật Bản để đào tạo nhân lực theo yêu cầu của các tập đoàn này. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam theo đánh giá của doanh nghiệp Nhật vẫn còn nhiều điểm không đáp ứng được yêu cầu của trình độ tiếng Nhật, tác phong công nghiệp, tính kỷ luật trong lao động, sức khỏe. Ông Thanh cho biết, sắp tới, ngành giáo dục thành phố sẽ nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực có định hướng chất lượng tốt hơn cho các doanh nghiệp Nhật. Tôi cũng đang tìm hiểu các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư Việt Nam thì cần những cái tiêu chuẩn chất lượng nguồn nhân lực như thế nào để yêu cầu các trường chuyên nghiệp của thành phố rồi các trường đại học trên thành phố có thể đào tạo đáp ứng cái nguồn nhân lực của Nhật Bản, và đang ở giai đoạn là kết nối với một số trường bên Nhật Bản để nhờ họ tư vấn và giúp cho chúng tôi xây dựng những cái mã ngành đào tạo cũng như những tiêu chuẩn chất lượng để phù hợp với các doanh nghiệp Nhật Bản. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch Việt Nam Nhật Bản mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định đang có làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng do tác động của nhiều yếu tố, trong đó có TPP. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam để có thể tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Nhật.